Hoàng MC Ngọc Tân cùng Bao Lành Khang, cùng tất cả mọi người dân Tuyên Quang, du khách Tuyên Quang sẽ làm lễ chào cờ lúc 8:30. Âm thanh em Sơn ơi, thật loa âm thanh ơi, chuẩn bị dần nhá, chuẩn bị dần ca khúc quốc ca nhá. Hiện nay còn một phía chiếc xe ô tô, xe phòng cháy chữa cháy bắt nhà, xe phòng cháy bắt nhà. Ai ở gần xe phòng cháy bắt nhà nữa? Phường Hoàng Lửa ơi, cầm bích nhắc hộ, xe phòng cháy bắt nhà. Phường Hoàng Lửa cầm bích, nhắc xe phòng cháy bắt nhà nữa. Phường Hoàng Lửa cầm bích nhắc. Thành phố Tuyên Quang bây giờ đã đến âm thanh chuẩn bị nhá, quan trọng âm thanh chuẩn bị quốc ca, chúng ta chuẩn bị cho giây phút quan trọng nhất của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng chuẩn bị ạ. Chúng ta hãy dành một khoảng thời gian quan trọng này và chuẩn bị để cùng mọi người chào cờ hãy quốc ca nhìn cả trên lá cờ trên. Xin mời chúng ta hãy cùng chú ý ạ. Âm thanh chuẩn bị nhá, bao giờ hôm kia âm thanh bật nhá. Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2024. Xin đề nghị toàn thể chúng ta chuẩn bị chào cờ Việt Nam, chào cờ chào.
Tân Thành ơi, xin cho cờ vàng Việt Nam.